Nga tuyên bố phá hủy kho đạn pháo Ukraine, hạ 100 binh sĩ, Nga cho biết đã tập kích một nhà máy gốm sứ ở thành phố Slavian, miền đông Ukraine, phá hủy kho chứa đạn pháo tại đây và khiến 100 binh sĩ thiệt mạng. Cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao đã nhắm vào một căn cứ tạm thời của pháo binh Ukraine và kho đạn dược đặt tại một nhà máy gốm sứ ở Slavian. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay cho biết cuộc tập kích khiến 100 lính Ukraine thiệt mạng và phá hủy hơn 1.000 viên đạn pháo M777 do Mỹ sản xuất. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này, lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm là một trong những vũ khí hiện đại nhất mà phương Tây chuyển cho Ukraine M777 có hệ thống kiểm soát hỏa lực kỹ thuật số tương tự các loại pháo tự hành, có khả năng khai hỏa đạn thông thường với tầm bắn tối đa gần 25km. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga hôm nay tấn công các vị trí của Ukraine gần thị trấn Slovian ở Donetsk nhưng buộc phải rút lui tuy nhiên. Kiev không đưa ra thông tin chi tiết về thiệt hại hay thương vong, tỉnh trưởng Lugansk Hy Gaidai cho hay các lực lượng Nga cũng đang tập trung tại khu vực làng Bilohorivka, cách thành phố Slovian, vùng Donetsk, khoảng 50 km về phía đông, đối phương đang pháo kích vào các khu định cư xung quanh, tiến hành hàng loạt cuộc không kích, nhưng vẫn không thể nhanh chóng chiếm toàn bộ khu vực Lugan, ông viết trên Telegram. Nga trong khi đó tuyên bố kiểm soát toàn bộ tỉnh Luhansk vào cuối tuần trước quân đội Nga sau đó từng bước thực hiện kế hoạch tiến sâu hơn vào vùng do chính phủ Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk và hướng đến mục tiêu giải phóng toàn bộ vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng của họ đã phá hủy hai nhà chứa máy bay gần thị trấn Kostyantynivka của Donetsk, nơi chứa lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Các hãng thông tấn Nga hôm nay dẫn lời một số quan chức phe ly khai nói rằng quân đội Ukraine đã nhắm vào Donetsk bằng pháo 155 ly tiêu chuẩn của NATO từ buổi sáng, khiến hai dân thường bị thương. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận. Ở phía nam, quân đội Ukraine đã bắn tên lửa và pháo vào các vị trí của Nga, trong đó có cả kho đạn ở khu vực Chernobylka. Theo Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine, tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kirilenko cáo buộc Nga tối 9 tháng 7 nã tên lửa vào một tòa nhà trung cư ở thị trấn Chesipia, cơ quan cứu hộ cứu nạn hôm nay cho biết cuộc tấn công khiến 15 người thiệt mạng trong khi 24 người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, ông Kirilenko cho hay lực lượng cứu hộ ở Chesipia đã dọn gần 99 tấn gạch đá, phế liệu khỏi khu vực chung cư bị sập và hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục được thực hiện. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, OSCSA, ghi nhận 4.889 dân thường thiệt mạng và 6.263 người bị thương sau hơn 4 tháng chiến sự ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết hơn 8,7 triệu người đã rời Ukraine, trong khi hơn 7 triệu người phải di tản trong nước kể từ khi xung đột nổ ra.